Mẹo phân biệt gà ta và gà Trung Quốc đơn giản chính xác. Dựa vào hình thức, cách phân biệt gà ta và gà Trung Quốc dễ nhất đó là dựa vào hình thức bên ngoài của chúng. Những con gà ta khỏe mạnh thường mở mắt sáng, tinh nhanh, màu đỏ tươi, chân bé và lường căng. Khi bạn xua tay hoặc rung lồng, gà sẽ mở mắt. Nhưng đối với gà Trung Quốc thì mắt thường lờ đờ hoặc nhắm tịt lại, màu bị thâm, chân to. Đây là những dấu hiệu chứng tỏ gà không được khỏe mạnh, bạn tuyệt đối không nên mua. Dựa vào màu sắc, một bí quyết để nhận biết gà ta là gà Trung Quốc đơn giản đó là dựa vào màu sắc của gà. Nếu mua gà sống thì bạn nên chọn những con có màu vàng nhạt tự nhiên, chỉ vàng đậm ở một vài nơi như ức, cánh, lưng. Còn nếu gà có màu vàng đậm, vàng đều thì đó rất có thể là đã bị nhuộm bột sắc. Đặc biệt, nên tránh những con có lông xơ xác đầu trụi. Nếu là gà đã được thịt sẵn thì bạn nên để ý phần da gà. Da của gà thường mỏng, mềm, mịn, lỗ chân lông nhỏ và có độ đàn hồi cao. Nếu là gà Trung Quốc thì da thường dày, nhăn nheo. Bạn nên chọn những con gà có da kín, lành lặn, không bị sạm đen, không có vết lạ bất thường. Dựa vào chân gà. Móng chân của loại gà thải loại của Trung Quốc thường dài hơn móng chân gà của các loại khác. Ngoài ra, loại chân gà Trung Quốc thường to và khô khốc. Vì thế người tiêu dùng khi mua gà phải xem kỹ chân gà để tránh mua phải loại gà thải. Phân biệt gà sau khi luộc. Ngoài ra, để có cách phân biệt thịt gà ta và gà Trung Quốc sau khi luộc gà, gà Trung Quốc sau khi luộc sẽ có màu trắng bệch, dai, thậm chí có mùi giống như mùi kháng sinh. Về mùi vị, gà Trung Quốc thường có mùi ôi hoặc thuốc kháng sinh, bởi vì đó là những con gà đã chết một thời gian dài hoặc bệnh. Tốt nhất không mua phải gà Trung Quốc, bạn nên chọn mua tại những địa chỉ đáng tin cậy, uy tín. Không nên mua gà giá rẻ, không đảm bảo an toàn vệ sinh được bán tràn lan trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của quán Ăn Sạch Uống Sạch. Hãy đến quán Ăn Sạch Uống Sạch tại số 186 Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những món ăn đặc sản miền Trung, món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.